hậu trường phim Đào, Phở và Piano, bộ phim lịch sử tạo nên cơn sốt phòng vé hiện nay. Chỉ với 10 ngày công chiếu, dù không được quảng bá rầm rộ nhưng Đào, Phở và Piano hiện đã trở thành bộ phim cháy vé nhất. Thậm chí phải nói rằng săn vé xem phim này còn khó hơn săn vé concert Idol vì chỉ chiếu tại một rạp duy nhất cả nước cùng 18 suất chiếu một ngày. Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho Tiền Phong biết, Cục Điện ảnh đã đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát hành Đào, Phở và Piano trên toàn quốc. Tuy nhiên, việc phổ biến phim rộng rãi còn gặp bất cập. Đào, Phở và Piano là phim được nhà nước cấp hoàn toàn kinh phí sản xuất nhưng chưa có kinh phí phát hành. Vì thế, khi chiếu trên toàn quốc cần thêm quy định về tỷ lệ phần trăm cho nhà phát hành, Cục trưởng Vi Kiến Thành lý giải. Ông khẳng định Đào, Phở và Piano là bộ phim chất lượng, xứng đáng được khán giả quan tâm, ủng hộ, nhằm tái hiện không khí của cuộc chiến đấu 60 ngày đêm năm 1946 đến 1947 của quân và dân thủ đô chống lại thực dân Pháp xâm lược. Đạo diễn Phi Tiến Sơn đã cho xây dựng một phim trường hoành tráng tại Vĩnh Phúc, được cho là có 102 trong những bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng từ trước đến nay.